俺真家真比狗干狗比木嘞，秀木嘞木嘞。俺家，那一把剑下来，俺就等你。等俺，我保你呢，俺来乱闹。耶，啊哈。โอ้ยถือดีลงได้เนาะยังไงพวกแกงานไงไม่หายกระจอกมันดีชิลกับพี่เป้ได้ช่วยจิ๋วกันเย้งานไงอันนี้เฮ้ยตัวชี้จะช่วยไหนครับเอาดิเอ็มกูจะช่วยไหนให้นะไม่เอาชิ้นยามาไหนดิยามาไหนอ่ะโอเคไม่เอาชิ้นไม่ซ้ำไม่สายฮ่าฮ่าเรื่องไม่ใจไม่เอาเรื่องเลยครับhợp tớ có cái bơm này để tớ bơm nha. Xe tớ là hàng ơi. Không ơi. Ôi tớ cảm ơn bạn nha. Nè tớ tặng luôn cậu cái bơm này nha. Khi nào xe mà hết thôi thì cứ bơm vào nha. Ừ tớ cảm ơn cậu nha. Cái bơm này thần kỳ như này mình phải bơm tiếp để nó biến thành một cái xe to hơn. Yeah. Hả? Sao bơm thần kỳ gì mà lại xe bé tí nãy rồi? Bơm thần kỳ đi, bơm dởm đi có. Trời ơi. Đói quá, cho tớ ăn kẹo với được không? Cậu xấu xí thế này, tớ không cho đâu, cậu đi chỗ khác đi. Sao cậu lại nói bạn ấy như thế? Này, kẹo cho cậu đấy, không ăn thì thôi. Này bạn ơi, tớ cho bạn một cái kẹo son môi này, để tớ bóc cho bạn ăn nha. Yes. Này. Ngon quá, cậu thật là tốt bụng. Tớ cảm ơn cậu nha. Các bạn ơi, các bạn thấy người bạn vừa rồi có xấu tính không? Nếu mà bạn thấy các bạn ấy xấu tính thì các bạn hãy comment xuống phía dưới nha. Thì ai đi học đi, sắp mời học rồi. Tớ đói quá, cho tớ ăn kẹo với được không? Cậu xấu xí thế này, tớ không cho đâu, cậu đi chỗ khác đi. Tớ xong rồi này, đẹp chưa? Xong rồi. Yeah. Yo yo, hai đứa kia mua kẹo mà. Kẹo mà mình mà hết rồi. Cười cười, bây giờ người cười lại. Sướng chưa? Đã rồi. Chị ơi, em đói bụng quá. Chị định ăn kẹo mát mà lâu hình thú thôi. Ờ, thế giờ chị đi nhá. Vâng. Cho em biết con heo biết ba này đi. Mày muốn ăn con này thì phải làm đàn em của tao. Ok. Đây, kẹo của em đây. Yeah. Em xin chị ạ. Wow, kẹo đẹp thế. Em ăn nha. Em ăn đi.